Chúng ta thực hiện phép tính căn của 13 bình phương trừ 12 bình phương. Thì ở đây các bạn biết này. A bình trừ đi B bình thì sẽ bằng A trừ B nhân với A cộng B. Đấy. Và rồi cái này sẽ bằng căn 13 trừ 12 nhân cho 13 cộng 12. Đấy. 13 trừ 12 là 1, do đó cái này sẽ bằng căn của 1 nhân với 13 cộng 12 là 25. Đấy. Sẽ bằng căn của 25. 25 là 5 bình, tức là căn của 5 bình. Đấy. Thì sẽ bằng 5 bạn nhá. Vậy kết quả chúng ta là bằng 5.